Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình quay clip đi vào rẫy. Thì bữa nay có mưa rồi nha các bạn nha. Mưa được 2 lần rồi. Thì hôm nay mình vào thăm rẫy. Với lại buổi sáng mình phát cỏ dưới kia để trồng cây sầu riêng. Mình cũng mới phát xong. Dưới kia thì mình cũng đo rồi, cũng được 40 cây sầu riêng nha các bạn. Mình sẽ tiến hành đào hố và trồng trong mùa mưa này. Thì hôm nay mình vào thăm cái cà phê đây mọi người. Thì trời cũng mưa được 2 lần. Xem cà phê nó khác hẳn luôn. Thì cà phê này là được được 1 năm rồi nhá. Trồng từ mùa mưa năm ngoái đến mùa mưa năm năm nay là 1 năm rồi. Thì mình trồng này mình làm theo hướng đa thân nha mọi người. Mình làm đa thân đây này. Mình sẽ để 4 4 đến đến 5 nhánh. Đây. 1 này, 2 này. Bên này 2 nữa là 4, với cái gốc chính này là 5 đấy. Mình làm đa thân này thì mình cũng chưa làm bao giờ. Bây giờ mình sẽ thử làm đa thân xem thế nào. Đây mình cũng chưa đi lựa mấy cái chòi nhỏ mình vắt đi, để lại chòi mập nó khỏe. Mình cũng chưa đi đi lặt chồi nha. Đây được mấy chồi nó lên. Chanh dây bữa nay hết trái rồi. Nó đang ra một đợt hoa nữa. Mình vừa làm cà phê, trồng thêm cây sầu riêng nữa. Cây sầu riêng ở chỗ này mình cũng trồng được 15 cây. Giờ mình mua thêm 40 cây nữa mình trồng. Trồng ở dưới
dưới kia đất trống, trồng mỗi cây sầu riêng không, không có trồng sen cây cà phê nữa. Đây, cây sầu riêng cũng cũng được 1 năm. À, đầu mùa mưa năm ngoái mình trồng là tháng tháng 5, giữa tháng 5 hay sao ấy. Bây giờ là tới tháng 5 rồi, cũng 1 năm rồi. Cây sầu riêng nó lên cỡ này. Có cây, một cây bên kia bị chết rồi. Cây này nhìn đẹp này, được cả 1 2 3 4 4 chồi, 5 chồi. Mình để 4 đến 5 chồi nhé, mình làm đa thân. À, mình làm đa thân nhưng mà đa thân hám ngọn nhé mọi người, mình không có làm đa thân thả ngọn. Cây này nó bị sâu đục thân. Sâu bị sâu đục thân mấy cây á, 3 4 cây. Sau cái cơn mưa này mình rất là mừng, bởi vì không phải đi tưới nữa. Cây này nó bị, chắc là bị sâu đục thân này. Đây mọi người, sâu nó đục rồi. Bên này một cành nữa này. Đấy. Cái này mình mới phun thuốc mà nó cũng cũng bị. Bị 2 cành. Thôi thì mình cũng kết thúc video tại đây nha. Mình cũng xin chúc các bạn làm cà phê một mùa bội thu thành công. Xin chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha.